ngày 23 tháng 9 năm, rồi TC Moto ra mắt thương hiệu Skoda tại Việt Nam với hai mẫu xe, trong đó Kodiaq là mẫu SUV 7 chỗ cạnh tranh trực tiếp với nhóm Hyundai Santa Fe, Kia Sorento hay Ford Everest. Xe có hai phiên bản, Ambition và Style, giá bán lần lượt 1 tỷ 189 triệu và 1 tỷ 409 triệu. Hiện các mẫu xe này đã có mặt tại đại lý, đây là phiên bản cao nhất Skoda Kodiaq Style hai cầu có giá bán khoảng 1 tỷ 409 triệu. Skoda Kozia Q sử dụng nền tảng MQB danh tiếng của tập đoàn Volkswagen. Kích thước dài rộng cao lần lượt 4.697mm, 1.681mm, 1.882mm. Chiều dài cơ sở 2.791mm, khoảng sáng gầm 192mm, cùng góc thoát trước 19 độ và góc thoát sau 15 độ, giúp xe dễ dàng vượt địa hình. Phần đầu xe đi kèm lưới tản nhiệt hình đa giác với nhiều nan đặt dọc lạ mắt, viền mạ chrome cản trước kết hợp với cánh gió kéo dài sang hai bên đem lại vẻ thể thao cho chiếc xe cụm đèn pha full led matrix với giải đèn dây ly ghé led thanh mảnh nối liền với lưới tản nhiệt tạo thành một thể thống nhất phần thân có đường gân nổi chạy dọc từ đầu xe đến đuôi xe tay nắm cửa cùng màu với thân xe gương chiếu hậu chỉnh gập điện tích hợp đèn báo rẽ la răng hợp kim đa chấu kích thước 19 in kết hợp bộ lốp 235 trên 50 giờ 19 phía sau đuôi xe thiết kế vuông vức với một số đường dập nổi cụm đèn hậu góc cạnh, hiệu ứng 3D nối liền với nhau bởi dòng chữ Skoda đặt ở giữa, cánh lướt gió tích hợp đèn phanh trên cao và ăng ten vây cá mập là trang bị tiêu chuẩn. Sản phẩm sở hữu vô lăng bọc da, 3 chấu D cắt thể thao tích hợp nhiều phím chức năng lẫy chuyển số ở phía sau, bảng đồng hồ kỹ thuật số vơ chùa các pit, kích thước 10.25 in hiển thị các thông số vận hành, màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước 8 in hỗ trợ kết nối Apple Car, Play Android Auto. Co được trang bị nhiều tiện nghi khác như cửa sổ trời chỉnh điện, sạc điện thoại, hệ thống điều khiển khí hậu Climatronic Baron, hệ thống âm thanh Canton 575 w với 10 loa, rất nhiều hộp để đồ, cửa sổ trời toàn cảnh. Khoang hành lý tiêu chuẩn của xe đạt 765 lít và tăng lên 2005 lít khi gặp hàng ghế thứ hai, thứ ba. Ở phiên bản này xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 2 lít sản sinh, ra công suất tối đa 180 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 320 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DSG và hệ dẫn động 4 bánh. Kodiaq cũng được trang bị nhiều hệ thống an toàn như camera 360 độ, hỗ trợ đổ đèo, 7 túi khí, cảm biến trước sau, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo người lái mất tập trung, giới hạn tốc độ. So với các đối thủ đồng hạng, Skoda Kodiaq nhìn hơn ở nguồn gốc xuất xứ do nhập nguyên chiếc từ Séc, đồng nghĩa chịu mức thuế nhập khẩu 70% khiến giá bán có phần cao hơn điểm yếu khác là thiếu đi những tính năng an toàn chủ động như ga tự động thích ứng hỗ trợ phanh khẩn cấp cảnh báo tiền va chạm